đổ than khoáng sản Việt Nam thắng nghẹt thở Phong Phú Hà Nam. Tối ngày 30 tháng 8, dù được đánh giá cao hơn nhưng than khoáng sản Việt Nam phải chờ đến những phút cuối cùng mới có thể giành 3 điểm trước Phong Phú Hà Nam trong lượt trận đầu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2022. Than khoáng sản TKS Việt Nam đặt quyết tâm cao có được 3 điểm trong ngày khai màn trước Phong Phú Hà Nam. Tuy nhiên, họ vấp phải một hàng thủ được tổ chức khá tốt của đối thủ. Huấn luyện viên Phạm Văn Hải hiểu rằng ông không có trong tay lực lượng quá tốt và phòng ngự là điều gần như bắt buộc trong mọi trận đấu. Nhưng đây không phải cuộc đọ sức mà Phong Phú Hà Nam có được may mắn. Phút 26, tiền vệ Đinh Thị Duyên có pha đá phản lưới nhà không may mắn khi cô xử lý không tốt trong tình huống phòng ngự. Bàn thắng bất ngờ này giúp TKS Việt Nam thi đấu tốt hơn khá nhiều và họ là người làm chủ cuộc chơi trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam cho thấy nỗ lực lớn để tìm kiếm ít nhất là một bàn thắng quân bình tỷ số. Có điều, đội bóng áo đỏ tấn công mà gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của đội trưởng Nguyễn Thị Tuyết Dung. Tiền vệ sinh năm 1992 gặp không ít khó khăn trước các hậu vệ trẻ, khỏe của TKS Việt Nam. Nhưng đến phút 68, tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ TKS Việt Nam, Tạ Thị Thủy thoát xuống và dứt điểm rất kỹ thuật quân bình tỷ số 1-1. Pha bóng bất ngờ cho thấy sự thính nhạy của tiền đạo Phong Phú Hà Nam. Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn trong quãng thời gian còn lại. Phút 88, Nguyễn Thị Thúy ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho TKS Việt Nam bằng pha dứt điểm cận thành. Ba điểm nhọc nhằn giúp TKS Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau ngày thi đấu đầu tiên.